Sáng nay, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Sơn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện Kim Sơn và 145 đại biểu đại diện cho trên 33.600 hội viên phụ nữ trong toàn huyện trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ huyện Kim Sơn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của vận động, đã hoàn thành và hoàn thành vượt 5 trên 5 chỉ tiêu của nghị quyết đại hội lần thứ 23 đề ra. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được thực hiện nhân rộng, tiêu biểu là hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện, tổ chức 833 buổi chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 23.000 lượt hội viên mở 34 lớp dạy nghề cho gần 3.800 hội viên phụ nữ, qua đó giúp nhiều hội viên phụ nữ có việc làm, tăng thu nhập. Các cấp hội còn đứng ra nhận ủy thác với ngân hàng cho trên 8.000 lượt phụ nữ vay vốn, đầu tư mở rộng sản xuất với tổng số vốn trên 548 tỷ đồng. Năm năm qua, các cấp hội đã giúp 893 hội viên thoát nghèo. Công tác xây dựng tổ chức hội, chi hội vững mạnh được quan tâm chú trọng. Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đại hội đã thảo luận và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, nhân rộng ít nhất 125 chi hội xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch phố đẹp và duy trì hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, Hàng năm có 90% cán bộ hội viên phụ nữ được tuyên truyền về biển đảo, biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng ngập mặn để phát triển du lịch sinh thái, kết hợp với cồn nổi để phát triển ngành công nghiệp không khói, hỗ trợ 250 phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.000 lao động nữ. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đinh Việt Dũng, Bí thư huyện ủy Kim Sơn ghi nhận biểu dương những kết quả, thành tích mà các cấp hội phụ nữ huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong việc thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước chú trọng công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ hội phát hiện cán bộ giỏi cán bộ trẻ đều bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho đảng chính quyền quan tâm giới thiệu phụ nữ ưu tú cho đảng xem xét kết nạp thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến thu hút đông đảo hội viên tham gia góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần và vị thế của phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội với tinh thần dân chủ, tập trung, trí tuệ, đại hội đã bầu 36 đồng chí vào ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 24, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 13.